Rộng rãi, linh hoạt và sử dụng đa mục đích, đó là các tính từ mà người ta vẫn thường nói về những chiếc MPV. Phân khúc này thời gian qua đã và đang chuyển biến như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong số phát sóng ngày hôm nay của Nhịp sống ô tô. Một sự thay đổi dễ dàng nhận thấy nhất trong thời gian qua đó là thiết kế của những chiếc MPV đang ngày càng giống với những chiếc SUV. Việc các hãng định vị hay gán ghép danh xưng SUV vào mọi chiếc xe gầm cao cũng khiến người tiêu dùng khá băn khoăn. Trong cái thị trường ô tô cũng như là cái lựa chọn mua sắm của người dùng thì MPV chưa bao giờ biến mất. Tuy nhiên là suốt cả một cái chặng đường dài như vậy thì những cái mẫu xe này đều có chung một cái nhược điểm là ngoại hình không bắt mắt và nội thất tương đối nghèo nàn. Chính vì thế mà người dùng thường không ưa chuộng lựa chọn. Cái trạng thái này đã thay đổi khi mà những mẫu xe được cho là phục vụ công việc từ bán tải cho đến MPV được trang bị tốt hơn để phục vụ cái nhu cầu hàng ngày. Theo các chuyên gia, điểm khác biệt lớn nhất giữa SUV và MPV là kết cấu khung gầm. MPV thường có kết cấu khung gầm liền khối unibody nên sẽ nhẹ hơn, không gian nội thất rộng rãi, gầm thường thấp hơn SUV nên sẽ cho trải nghiệm gần với sedan. Với kết cấu unibody, toàn bộ khung xe sẽ nâng đỡ tải trọng của chiếc xe cũng như rung động trên mặt đường truyền lên qua hệ thống treo. Ngược lại, xe SUV có hệ khung gầm rời, body on frame. Đây là kiểu thiết kế với toàn bộ hệ thống treo và hệ chuyển động được gắn vào một bộ khung hình thang chạy dọc chiều dài của xe, trong khi khoang cabin được tách rời và đặt lên chiếc khung này qua các khớp nối. Những mẫu SUV hiện nay thường chia sẻ khung gầm với những mẫu xe bán tải cùng kích thước. Kết cấu này có điểm trừ về trọng lượng xe nhưng lại khiến SUV khỏe khoắn và chịu lực vạn xoắn tốt hơn, đặc biệt là đi vào những cung đường địa hình hiểm trở như leo đá hay vượt sông suối. Theo các chuyên gia đánh giá, nhược điểm của các mẫu MPV trong tầm giá 700 triệu đồng là có công suất động cơ khiêm tốn. Hầu hết những mẫu xe đều có dung tích động cơ 1,5 lít, tiết kiệm nhiên liệu nhưng sẽ khó có thể mạnh mẽ được như các mẫu SUV hay bán tải. Một chiếc SUV sẽ có một cái động cơ khỏe hơn. Và cái MPV nó có cái động cơ yếu hơn cũng như là cái khả năng vận hành của nó không thể được như một chiếc SUV. Nhưng nó sẽ chú trọng nhiều vào vấn đề là tiện nghi ở trên xe cũng như là sự thoải mái của những người ngồi trên xe. Và cái phạm vi hoạt động của chiếc xe càng ngày càng được nâng cao. Và những chiếc xe MPV dạng hạng sang và giá cao thì thường là chú trọng vào cái hàng ghế thứ hai cho những người ngồi trên xe một cái cảm giác thật là thoải mái. Vâng, không còn chỉ là những chiếc xe để linh động chuyển đổi giữa chở người và chở hàng hóa với hình dáng đơn điệu, những chiếc MPV đang dần trở nên bắt mắt hơn, thể thao hơn. Minh chứng là thời gian qua, thị trường đã chào đón hàng loạt các mẫu xe mới trong phân khúc này được đánh giá cao về thiết kế. Toyota Veloz Cross ở đây được xem như là bước tiến lớn của hãng xe Nhật Bản trong thiết kế xe MPV cỡ nhỏ vốn bị nhiều khách hàng đánh giá không cao ở thế hệ cũ. Kia Carnival, mẫu xe thay thế cho Sedona, mẫu MPV này gây ấn tượng với nội thất sang trọng cùng loạt trang bị tiện nghi dành cho tài xế và hành khách. Suzuki XL7 hay Honda với mẫu BRV cũng là một sự lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 700 triệu đồng. Trước xu hướng điện khí hóa, một vài nhà sản xuất đã giới thiệu thêm các phiên bản hybrid tại thị trường Đông Nam Á, hứa hẹn sẽ được mang về thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Khi nhìn vào hình dáng của những chiếc xe này thì thật khó để phân biệt một cách rõ ràng ranh giới giữa MPV và SUV. Nhu cầu lựa chọn những mẫu gầm cao đa dụng thì đã được chứng minh trong thời gian qua. Bởi vậy mà những chiếc MPV đang phải thay đổi để giữ chân khách hàng. Trước xu hướng điện khí hóa, một vài nhà sản xuất đã giới thiệu thêm các phiên bản hybrid tại thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Có thể thấy phân khúc MPV từ trước đến nay vẫn luôn được xem như một dòng sản phẩm chiến lược mà các hãng liên tục nghiên cứu, hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh chung của thị trường. Trong khi SUV thì lại rất đắt tiền và thường nằm ngoài cái tầm chi tiêu mặt bằng chi tiêu của người dân. Trong khi các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ thì lại chỉ chở được 4 người đến khoảng 5 người là tối đa thì cũng không phù hợp. Khi mà MPV xuất hiện với mức giá chỉ khoảng 6-700 triệu đến những cái mẫu cao cấp hơn một chút là khoảng 800 triệu thì lại đánh đúng vào cái tầm chi tiêu, nhu cầu thực tế cũng như là cái mong muốn về một phương tiện hàng ngày của người dùng tại Việt Nam. Trong 6 tháng nửa đầu năm 2023, 4 mẫu xe bán chạy nhất đến từ 4 phân khúc khác nhau. Đáng chú ý, đứng đầu danh sách là một mẫu MPV với doanh số gần 8.000 chiếc xe bán ra. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong 6 tháng đầu năm 2023, các hãng xe thuộc Hiệp hội bán ra tổng cộng 21.395 chiếc MPV, chiếm 23,3% lượng xe du lịch. Lượng xe MPV có doanh số bán ra vượt xa các phân khúc khác như crossover, bán tải, gần bằng sedan và SUV. Người tiêu dùng thì có nhiều lý do để lựa chọn một chiếc MPV thay vì các dòng xe khác. Mình có hai nhu cầu chính.
Nhu cầu thứ nhất thì là chở gia đình và đôi khi là cả họ hàng nữa về quê thăm ông bà nội. Nhu cầu thứ hai thì là mình làm công việc chủ yếu là làm về quay và quay quảng cáo, đôi khi là chở cả đoàn quay và chở cả thiết bị nữa. Nên là với chiếc xe mình bỏ hai ghế sau xuống thì nó rất là rộng. So với cái mức độ tiện dụng và giá bán của dòng MPV nói chung bây giờ thì giá bán rất là hợp lý. Tiếp theo đó thì là cái khoang nội thất khá là rộng rãi so với nhu cầu sử dụng của một gia đình, ví dụ như gia đình 5 người như mình. Khi mà mình lựa chọn mẫu MPV thì mình yếu tố đầu tiên mình cũng quan trọng là ngoại thất. Cái thứ hai là trang bị, xong rồi mình sẽ đi xem xe, các mẫu xe. Và mình sẽ xem, nói chung là mình cũng tham khảo nhiều mẫu xe và thấy xem cái độ hoàn thiện của xe như thế nào. Vâng, thưa quý vị, những chiếc MPV từ trước đến nay thì vẫn luôn thu hút một nhóm đối tượng khách hàng nhất định. Từ những người sử dụng xe để kinh doanh vận tải, làm dịch vụ, cho đến những khách hàng cá nhân mong muốn sở hữu một chiếc xe đủ rộng rãi, được trang bị các công nghệ an toàn, những tính năng giải trí đa dạng cho tất cả hành khách để có thể trải nghiệm một hành trình dài với sự thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Và ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với một người đồng nghiệp của chúng tôi khám phá vẻ đẹp của Đông Nam Á trên một chiếc MPV như thế. Cũng đừng quên tiếp tục theo dõi Nhịp sống ô tô vào 8 giờ 50 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên VTV1. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị thân mến, điều khiển phương tiện của mình ở trong khu vực quần thể Angkor là một điều gì đó rất hồi hộp. Bởi vì chúng ta không biết là ở ngã rẽ tiếp theo, ở cung đường tiếp theo sẽ là danh thắng nào, sẽ là di tích gì và sẽ có những điều bất ngờ gì chờ đợi chúng ta ở phía trước. Trong một hành trình dài ngày thì không gian chứa đồ là đặc biệt quan trọng. Với thể tích khoảng 585 lít khi gập hàng ghế thứ 3 lại, chiếc xe này có thể giúp cả đoàn chúng tôi chở đủ số lượng hành lý trong nhiều ngày. Mẫu MPV này cũng được trang bị hệ thống an toàn chủ động có tên Smart Sense, giúp duy trì khả năng kiểm soát của xe, tránh va chạm khi gặp các mối đe dọa tiềm ẩn, đặc biệt khi người lái bất cẩn, giúp việc lái xe trở nên an toàn hơn và chúng tôi có thể tận hưởng trọn vẹn hành trình khám phá ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia với muôn vàn điều kỳ thú và mới lạ.